Lấy mặt không? Không có, phải cho nó thấy. Phải cho nó xem cho nó biết nè. Em biết thôi chứ không thấy da mình biết rồi. Chứ đâu thấy mặt nè. Bình tĩnh nha cô. Đừng căng thẳng quá. Con cái thả lỏng này ha. Nó sạch cho nó hết mụn chứ không là còn để cái này nó lâu á. Cái nó bị sẹo ấy mà. Cô Thủy mà phải chạy lên tới đây đó. Ừ, hai mẹ con ở quận 10 á em. Dạ. Yeah. Cái quận 11 á, ở 3 tháng 2 rồi nó xa lắm. Mọi người mới biết ở đây khủng khiếp luôn. Rồi dắp đông xe, đường cũng nhỏ. Chịu được không con? Nãy giờ lấy được chục một cái rồi nè. Dạ, con không thoải mái, con nói cô ha. Cho nghỉ xíu rồi lắc làm tiếp. Không gì vậy vội. Thấy chịu không con? Chịu được không? Chịu được ha. Em tay ha. Tay hết mụn nha. Quá nhẹ nhàng. Trời ơi quá trời luôn nè. Mụn cứng rồi đó. Là như vậy như này. Nhẹ mà đúng không? Nhẹ mà đúng không? Chịu được không? Chịu được ha. Nó có chán nhiều á. Chán quá trời luôn. Nào ông lấy như hột gạo luôn nè. Nhìn đã. Coi sốt luôn á.
Vậy đã. Về nhớ bấm xe, bấm like cô nha. Cho cô được muốn về. Chịu được không con? Dễ chịu không? Đừng có lắc, trả lời á, lắc đi, chị kia kìa nó đi chỗ khác. Trời ơi, cục này nó dài nè. Dài. Chị được mấy bé ha chị ha? Ba bé hả? Khoảng là con thứ mấy ha? Dạ con Út. Con Út, cha, con Út hả? Út cưng của mẹ. Nhỏ gái cũng nhiều lắm á, mà nó ở nước ngoài nó không có nặng được á. Dạ yeah. Mà trước đi nặng gần nhà chờ nó là. Còn con không? Ừ. Dễ sẹo. Có còn nghĩ gì nói cô Thủy nha. Cho nghĩ tí lát làm tiếp. Cái gì kêu gọi. Tiếp từ từ. Giỏi quá trời nè. Thấy được hết cái mé này luôn à. Nó một góc nhỏ. Nó một góc nhỏ thôi đó. Cục này sao nó màu xanh vậy ta, đẹp quá ta. Lạ quá. Do nhà ở dưới. Để cho Toản xem này ha. Muốn xem không? Mấy mẹ kinh dị quá, mẹ coi gì hoài. Giờ của mình cũng tự coi có sao đâu. Đó, được rồi. Hết cái máu ở đây rồi nè. Ai kêu dưới nè. Ừ. Ồ, giỏi quá. Rồi sao biết á, chị cho bắt ráp quá. À, còn yêu đây. Sao bị bắt cóc quá. Nó biết đi xe đó, còn sợ. Nó không chịu đi ráp đâu, nhưng mà chạy không nổi. Nó chở qua đó chứ. Ồ, chở mẹ qua hả? Trời, giỏi vậy trời. Dạ cứng lắm mà. Chạy sao gì? 15, 15. À, chưa có một lái. Gành đường hả? Trời, giỏi quá, xuất sắc. Vậy là sẽ mau hết mụn. Này, hôm nay không có mẹ để cứu con hả? Bên kia nó đau. Bên kia nặng bằng cái cây tròn tròn á. Chị còn thấy xóm mà. Nó còn thử lá nhẹ mà. Cái cây mà cái đầu tròn á, nó ấn á. Nó trội mà ấn mà giấu mà. Không. Này lấy vậy mai. Mà nặng sao mà gò má không có giờ thành quá trời luôn á. Không hiểu. Đây chắc nhiều khách xa tới đó. Dạ đúng rồi chị. Dễ chịu không con? Chịu được. Chịu được ha. Thôi tiếp nha.
Tuổi này con nhỏ, lâu lâu qua đây lấy mụn là được rồi. Nhắm mắt lại cho đến đỡ trái mắt thôi. Giỏi quá. Quá giỏi luôn. Nhìn xem nào. Cô coi kỹ cái này. Rồi xong tập 1 rồi đấy. Rồi xong tập 1.